Chào buổi sáng nha. Chào anh em đến kênh Follow Me. Sáng nay lại phát cây. Cái chậu cái khung gỗ của mình bữa nay nó bị bể hết rồi, mục hết rồi. Định mua cái chậu mới bỏ vô mà hiện tại cũng chưa muốn. Lại tiếp tục bỏ vào một cây gỗ khác. Giờ mình sẽ bư đất sơ sơ ra, bỏ ít phân bò vô, cũng chưa làm lại. Cho anh em xem qua cái cây mai của mình. Cây thì hiện tại nó cũng không có sung mấy, lẽ khá là xấu, cằn. Cây thì chưa có nụ, chỉ mới đang nuôi tay cành nên không có nụ gì hết. Cây thì được cái dáng. Thì hôm nãy giờ cũng để xong, vẫn là chậu gỗ rồi. Giờ nó hư chậu, nó hư cái khay gỗ, mình mới làm lại thôi. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều đã coi clip nha. Nhớ để lại một subscribe cho kênh Follow Me của mình nha. Kênh Follow Me mình sẽ tiếp tục với cây cảnh và gà đòn. Để cho anh em xem một con gà đòn nằm ở phía bên đây. Sáng nay em phơi nắng, ngày mai mình sẽ cho nó quần hai hồ. Đó, tí chân về. Mong em ủng hộ kênh Follow Me của mình. Gà chợ miền Trung hiện tại bây giờ nó để số sổ trên YouTube à. Chỉ Follow Me. Rồi, đây là cây dúi mai và nhiều thứ khác. Cảm ơn anh rất nhiều.